anh em để tôi đâu đâu coi nào. Sao sao ạ? Tôi anh em mà lại chơi nhá, tôi về với người yêu tôi đây. Sao tập não người yêu bạn nhờ chú. Dạ em lên này nhìn nó. Rồi chị có thích cung song tử không chị? Cung nào cũng được mà không phải xử nữa được. Nếu mà ngại lên đứng trên đấy thì em sẵn sàng, em ngại luôn. Ngại quá. Thật ra em thẹn tí chứ. Cái nét của em diễn ngại ngùng thật chân luôn đó. À thế ạ. À, xem này. Đây là Chu Kê, một trong những chàng trai ngại ngùng ít nói nhất nhóm của chị. Đấy không phải là gu của các bạn gái thích đâu. Các bạn gái cấp 3 thích như này này. Em cẩn thận. Đây là học sinh cá biệt nhất của lớp. Em muốn nói gì em nói với cô được rồi. Em có thể bắt mạch cho anh được không? Ai. Đây đây. Bắt mạch phải cởi áo không nhở? Ok. Lỡ tin rồi. Chu Kê là một người cũng khá là ấm áp. Anh em để tôi đâu đâu coi nào. Đâu sao ạ? Nhưng mà đứng đi cũng hợp đúng không, đen hết một cây đúng không? Nhưng mà có trên 1m75 không? Không cần biết em thấy thế nào. Anh không cần quan tâm mọi người nói anh thấp nào, mà em thấy thế nào về anh, về chiều cao của anh thôi. Em thấy anh cao hơn em là em thích rồi ạ. Yeah, anh cũng thích em. Cá tính của em mà. Em lúc này lúc kia. Không sao, anh chiều được. Anh chiều nhậm quen rồi nên là anh nghĩ anh chiều em cũng được ấy. Chào bạn nhá. Cứu, có cứu không bạn? Đâu, không cứu đâu. Kệ nó. Trời ơi. Trời à? Ôi thôi xong rồi. Tôi anh em mà lại chơi nhá, tôi về với người yêu tôi đây. Sao tập não người yêu bạn nhờ chú. Người yêu. Tôi thấy để máy đâu. Người yêu của em. Người yêu em là chiếc xe à? Là Chu Kê trèo lên đằng sau không nào? Wow. Ôi trời ơi. Chu Kê em lên ngồi thử xem coi. Lên ngồi. Lên. Rồi. Ngồi quá vậy. Ôi. Rồi, ôm eo nào. Mời anh em về lại. Có nhất nhận miếng nào không? Chết ngất luôn. Không, Thái Ngân và Chu Kê ngồi đã ngầu như vậy thì Elina ngồi còn ngầu hơn nữa. Thôi em đi về trước nha chị nhá. Em đi về đây, bye bye mọi em người. Em ơi, em có thể tỏ tình với Elena sau đó hai người cùng chạy xe này về vẫn được mà. Em tỏ tình người chiếc xe này được không ạ? Ông ơi, đây cũng phải còn trẻ mà ông cứ có bảo ông ngồi với mô tô nhá. Yeah. Nhưng mà tôi người hợp. Tôi người hợp đúng không? Cho em xin chìa khóa. Sao em lại tin tưởng giao chìa khóa cho anh Thái Ngân mà không phải là cho anh? Dạ, tại em thích. Nãy em bảo là đường tình em thua, đừng đua, em chấp á. Nhưng mà anh không nghĩ là em thắng được anh đâu. Cả hai đường luôn. Dạ. Nhưng mà mọi người thấy tôi ngồi hợp không? Hợp. Không, Chu Kê dễ thương quá ạ. Cảm ơn Chu Kê. Chu Kê dễ thương quá. Hãy cố gắng phấn đấu để được cả cô gái và chiếc xe ở cuối chương trình nhé. Dạ. Dạ. Ôi trời ơi. Giấu đi hủ muối. Anh giấu đi hủ muối. Vì sợ em chầm hết đấy. Anh hủ muối là cái gì cho em hỏi. Anh ra đây nhìn cho rõ này. Ở đây em biết ở đấy cây nó. Anh đọc lại câu đấy cho em cái. Anh Ngân, anh đừng sốc, nhưng anh đọc hộ em cái câu này cái. Anh giấu đi hủ muối. Vì sợ em chấm hết. Nhưng mà anh Ngân này, từ lần sau mình có tuổi rồi, Photoshop đừng quá đà đấy nhá. Ơi giống mình mà. Em nhìn như hai người ý. Ông ngoại được tỏ tình mày ơi. Mà hôm nay để em nói cho anh biết đi. Cũng muốn em mới là người giữ nha. Em mới là cái người giấu. Thế nên hôm nay anh có chấm thì cũng đừng có chấm hết với em nha. Dạ, em lên này nhìn nó. Rồi. Đây là một cô nàng xử nữ có nhiều tâm sự và khó tìm được người cùng sống với mình thì chị có thích cung song tử không chị?
Lúc nào cũng được mà không phải xử nữa được. Ờ, à, em song tử nè. Chị cười em xem nào. Chung nó lại nữa kìa. Bẻ rồi, bẻ rồi. Lại chị dễ thương quá hả? Chị làm kiểu lây cái cười đấy sang cho em luôn. Nhưng mà chị vừa cười em không phải là vừa ánh mắt của em nhìn đâu, không phải. Thế cười đi nào. Cười kiểu tít mắt lại ấy. Cứ là em thật nhận nói cái gì với vui thôi, chị cười em nào. Thế là em nói chị mới cười, còn anh nói chị không cười nổi luôn đấy. Anh hiểu không? Tức là anh em nói chị ấy cười, anh quan sát từ xa, nhưng anh lên đấy chị không cười nổi luôn đấy, anh hiểu không? Ừ, thì đấy anh bảo rồi mà. Thật ra là với khung cảnh này thì em nghĩ là anh biết người đấy là anh, đúng không chàng trai? Chị ơi, thằng cu em, thằng cu chung kê em nó cũng ngại lắm chị ạ. À, chung kê nghe nói em cũng rất là ngại ngùng đúng không? Em ngại ạ. Dạ, em có muốn cởi mở hơn không? Nếu mà ngại lên đứng trên đấy thì em sẵn sàng em ngại luôn. Ngại quá. Thật ra em thẹn tí chứ. Cái nét của em diễn ngại ngùng thật chân luôn đó. À thế ạ. À, xem này, đây là chung kê một trong những chàng trai ngại ngùng ít nói nhất nhóm chị. Chào em. Dạ em chào anh. Ờ, anh là chung kê. Dạ vâng. À, Xuân đúng không? Anh muốn gửi tặng em một câu hát nhá. Nếu em là mùa xuân, anh là cơn gió đầu, nghĩ về em cả hàng giờ, anh không mong em có sầu, yêu em như một bàn cờ, anh mong kết cục có hậu. À. Chứ còn gì nữa. Em ngại ngùng thì còn được quyền nắm tay hay là hôn hay là thế nào không ạ? No! Ai ông ơi! Thôi chồng ơi! Hôn đi ông quê tôi đầy! Em được vô em đòi hai bà Trưng luôn ạ. Em chỉ đòi một bà Trưng thôi, bà Xuân thôi. Nếu như mà em tự tin hơn để giúp cho em bình tĩnh hơn thì em có thể hỏi Xuân là Xuân có muốn kết nối cùng em không? À... thôi có lẽ là tí mình để phần đấy để sau đi. Để cho không có mọi người ở đây, mọi người nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn quá, anh sợ quá, nhìn phí ngọc hơn kìa. Đấy. Đấy nhá. Vâng ạ. Cảm ơn chàng trai nhút nhát chung kê nhá. À, dạ vâng ạ. Cảm ơn chị ạ. Cô hát nhá. À. Đó, các chàng trai thì rất là cởi mở và sẵn sàng chào đón nàng thơ rồi. Và người sáng giá nhất hôm nay cũng là họ Vũ. Đấy không phải là gu của các bạn gái thích đâu, các bạn gái cấp 3 thích như này này. Em cẩn thận, đây là học sinh cá biệt nhất của lớp. Em muốn nói gì em nói với cô được rồi. À, em chỉ muốn đứng bên cạnh bạn ấy thôi. Đứng bên cạnh thôi đó, em mặc kéo khuy lại đàng hoàng để nói chuyện với bạn nào. Rồi, bây giờ em là bạn gái của anh nha. Dạ. Đứa nào trong trường bắt nạt em, bảo anh. Vậy nếu mà em muốn bắt nạt người ta sao? Ừ thì bảo anh. Là gì? Anh xử lý luôn. Em kia. Anh xin phép ạ. Đấy, thấy chưa? Ai cho em? Xạo dạ. Hay nói dối mà vào lớp rất là giỏi môn thể dục. Xin thông báo chuyến xe buýt đến tương lai chuẩn bị ghé trạm. Yêu cầu hành khách có vé nhanh chóng đến trạm để làm thủ tục check-in. Ai có vé xe buýt nè? Này đâu phải xe buýt đâu. Xe buýt là... xe buýt đó chứ là cái gì? Xe buýt kìa đúng không? À, là xe buýt là gì? Xe này không xe buýt, xe gì? Chứ không lẽ xe Jeep? Xe này xe dừng nằm mà. Trời ơi, ông có xe buýt 2 tầng. Lên đi. Xe đạp mà ông có vẻ. À chào em, lúc bọn tôi đi đổi cái vé thì nó không may đổi. Em có thể bắt mạch cho anh được không? Ai. Đây. Ờ,
bắt mạch phải cởi áo không nhở? Ok. Nên vậy, nên vậy. Thôi ở trong em mặc áo ba lỗ. Bắt mạch chứ có phải giác hơi đâu mà cởi áo. Dạ, em bắt mạch cho anh nha. Hình như mạch anh không đập. What? Hả? Thì đó, thì có nghĩa là trái tim của anh. Thở đi anh, thử thở mạnh xem thử coi. Vẫn không đập anh. Thì anh bị bệnh gì đấy? Bị bệnh thương em. Chết đâu, bị bệnh tương tư. Bị bệnh tương tư. Nhưng mà em đừng rất nhầm tay rồi. Dạ không, anh đùa thương em đâu. Vậy thì anh thích em thôi. Phải bắt cái này nhá. Ôi, lại đúng rồi. Dạ đúng ạ. Số 6 là chàng trai mà em đến tỏ tình ngày hôm nay ạ. Mời anh ca Xuân Tài. Bây giờ có ai làm cho bạn cảm thấy được an toàn hơn? Chứ ở đây giống như kiểu là lạc vào bầy sói. Lại là chung kê à? Nhìn chung kê trông chả an toàn. Nhìn trông mặt trông uy tín à? Ừ, uy tín mà. Nhìn uy tín nhở? Em có tin anh không? Tin đó, phải tin à? Em có quyền không tin nhưng mà chị nghĩ là chung kê là một cái người cũng khá là ấm áp. Sợ rồi. Đi ở tránh nào. Em không sợ đâu. Ở đây có ai bắt nạt em thì cứ bảo anh nhá. Anh đang bắt nạt em đó. Em sợ anh nhất đấy. Không phải sợ đâu, thấy anh ấm không? Không. À không. Nhìn mặt bạn kiểu có vẻ là không vui ấy. Dạ ấm. Sao em run thế? Em nghe em đi về bạn sợ em hơn. Hơn cả khi em trước khi lên đây rồi cơ. Không, thật sự là Trung Kê tuy là nhỏ tuổi nhưng mà rất là có uy tín ở trong nhóm. Nếu mà có chuyện gì á thì em cứ gọi Trung Kê mà ấy ra thay mặt em xin lỗi cho. Dạ. Ồ, em có vũ khí mà. Em hỏi anh về cái hoa hướng dương đó, không phải là em muốn anh nói về cái ý nghĩa của nó cho em đâu. Tại vì em tới đây vì nó trùng tên với cái người mà em tới. Than hướng dương. Là anh Dương á. Mà anh lên đây ạ. Hò Wow đây để gặp gỡ những chàng trai chín chắn và vô cùng chất lượng ngoài đời thực nhé. Nơi nào có em sẽ là nhà, chẳng cần kiếm chi ở đâu xa. Đã ngay trước mắt anh đây là cả thế gian, vũ trụ hoàn.